Xin chào anh chị và các bạn, rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường hôm nay của ADC. Chúng ta cùng nhìn nhận về vận động của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là nhìn về vận động của chỉ số lớn như SPX thì vận động nhìn chung là ổn định, vận động cũng không có gì mà quá phát nàn cả. Giá chỉnh sau đó lại tiếp tục nhịp tăng, trong những pha tăng thì thanh khoản có dấu hiệu tăng lên cùng. Nói chung là với chỉ số SPX thì thị trường đang rất ổn, và trong khi các nhà bình luận bóng đá thì đang nói về một trận đấu thì chúng ta lại đang nói về thị trường, thì mình hiểu là thật ra nó cũng có một cái ý khá là hay khi mà chúng ta liên đới và liên kết giữa thị trường với chỉ số bóng đá nói chung, thì nó cũng có nhiều cái mà chúng ta có thể cân nhắc để ý đến. Đầu tiên là nếu anh chị nhìn thấy thì thanh khoản trong giai đoạn này nó cũng có dấu hiệu là giảm xuống, thì một phần được giải thích bởi cái việc là vận động của chỉ số bóng đá ấy. Những cái quốc gia mà bị có liên quan bóng đá thì mình cho rằng là thật ra là Trung Đông thì họ không quá là để ý bóng đá đâu. Không biết là cái quan điểm của mình đúng hay sai. Tuy nhiên là cái nền bóng đá tại Trung Đông thì nó cũng không phát triển lắm. Và những cái mà chúng ta đã chứng kiến, ví dụ như là Qatar đi, thì cũng đang thể hiện rõ là về mặt thịnh soạn của một cái buổi tiệc bóng đá thì nó rất là thịnh soạn rồi, nhưng mà về khả năng gọi là đi cùng với mùa giải thì nó sẽ còn có những cái sự cố gắng thêm ở đây. Nhưng mà lý do vì sao mà hầu hết các thị trường ví dụ là Hang Seng hay là ví dụ thị trường của Trung Quốc CTG hay là của emerging market, emerging đúng không ạ, emerging market nói chung thì đây, emerging market volatility, thì nhìn chung những cái chỉ số này nó cũng bắt đầu có dấu hiệu là giảm dần đi. Chúng ta nhìn vào cái vận động của dot line ấy, thì cũng anh chị đã thấy là nhìn chung thì nó cũng đều có dấu hiệu là giảm biến động. Nhưng mà với những cái điều kiện thị trường mà thanh khoản nó đang thấp và đang yếu ấy, thì thật ra là biến động nó lại mạnh. Chúng ta nhìn lại về chỉ số ví dụ như của Hang Seng trong giai đoạn gần đây thì nhìn vào cái đồ thị nến đi, anh chị sẽ thấy là biến động của Hang Seng trong đồ thị nến ấy, nó là những cái cây tăng giảm tạo gap rất là mạnh. Đây cũng thể hiện ra rõ là thật ra thị trường đang ở trong giai đoạn là thiếu thanh khoản, và cái thanh khoản bị thiếu này nó không chỉ đối với điều kiện của thị trường ở trong ngoài nước đâu, mà thật ra là điều kiện thị trường trong nước là nó bị gọi là 2 lần cái tác động. Ví dụ như với chỉ số VN-Index đi, thì trước đó là thanh khoản nó đã yếu rồi, trước đó là cũng đã không có cái dòng tiền mới tham gia nhiều rồi, nhưng mà trong giai đoạn hiện tại đi thì chúng ta có 2 lần thấy là thanh khoản mua lên, và cái dòng tiền mua lên này nó rất là khiên cưỡng, tức là kiểu nó không được tự nhiên, và đó là lý do tại sao mà thiếu cái dòng tiền mua lên cái là thị trường lại đuối ngay, và đó là lý do mà mình cũng không đặt niềm tin quá là lớn vào cái nhịp tăng phục hồi của thị trường lần này. Và nếu mà trường hợp có vượt qua được cái ngưỡng 974 đi thì nó sẽ còn tiếp tục một cái ngưỡng là 997 100, mà xin lỗi 1000 mà chỉ số VN-Index cần phải vượt qua. Nó cũng tương tự với VN30, khi mà phải vượt qua cái ngưỡng 1000 ở đây thì những cái cổ phiếu mà đang nói chung là vẫn đang kéo đà giảm của thị trường, ví dụ như là Novaland thì đây, hôm nay vẫn giảm mà hôm nay rơi lại cái mức là 27 25, tiếp tục là một cái cột mốc mà đánh dấu một cái nấc thang mà nhà đầu tư nào mà lỡ mua Novaland vào thời điểm trước đó thì thiệt hại rất nặng, rất là nặng nề. Nó rơi lại giai đoạn của 2018 luôn rồi. Thứ hai là một cổ phiếu khác là BDR nữa. BDR thì cũng giảm liên tiếp nhiều cây, và bây giờ là đang ở giá 17 rồi. Còn một tí nữa là về lại vùng giá 11. Thì nhìn chung những cổ phiếu mà đã tăng rất là mạnh trong giai đoạn trước đó thì bây giờ đang giảm mạnh bù. Cũng liên quan đến những câu chuyện là bất động sản trong giai đoạn gần đây đúng không ạ? Thì thật ra là nhà đầu tư đã quá quen với vận động của chỉ số giá và bị kéo bởi những cổ phiếu bất động sản kiểu như thế này. Thì đó là một cái lý do chính mà khiến cho cái việc giao dịch với thị trường VN-Index và VN30 nó không quá mạnh. Đó là với nhìn nhận về điều kiện thị trường ngày hôm nay. Nhìn chung thì có 2 ý. Ý thứ nhất là World Cup đã xuất hiện, World Cup đang diễn ra, và đây nó sẽ tác động một phần đến cái thanh khoản của chứng khoán toàn cầu chứ không phải riêng mỗi với thị trường trong nước. Thứ hai là thị trường trong nước thì vẫn đang ở trong những câu chuyện liên quan đến cổ phiếu về Novaland, cổ phiếu về bất động sản, như là mình cho rằng là cổ phiếu KDH nữa. Xem rồi KDH nào, KDH đúng không ạ, thì đang có dấu hiệu phục hồi mà, KDH thì đang ổn mà, nhưng mà thật ra là cũng đã giảm rất là sâu từ giai đoạn trước đó rồi. Chúng ta cũng có nhiều cái nhóm cổ phiếu trụ bám vào trụ nhiều hơn, đặc biệt anh chị đấy thấy là những cổ phiếu và đặc biệt là cổ phiếu VIC. VIC thì trong một vài phiên đã tăng khá là đột biến, kỳ vọng về xuất khẩu ô tô điện đúng không ạ? Cơ bản là VIC thì thật ra cổ phiếu này cũng đã bị giảm một thời gian rất là dài, giảm từ đầu năm 2021 đến bây giờ, giảm suốt, giảm từ giá 120 giảm về vùng 664, tức là thật ra là nó cũng đã mất 2 năm để nó mất đi 50% rồi. Cổ đông với VIC thì thật sự là bám vào thời điểm đó thì cũng hơi buồn. Với VHM cũng thế, nhưng mà có cổ phiếu VRE ấy. VRE thì nó đỡ hơn một tí, thì nó lại liên quan đến bán lẻ nhiều hơn là liên quan đến thị trường chung, nên vậy là có lỗ thì cũng không lỗ quá nhiều. Okay. Với nhìn về vận động của chỉ số hay là vận động của chỉ báo tâm lý thị trường thì ngày hôm nay là một phiên giao dịch mình đánh giá là biến động kỳ vọng thôi, tức là phiên giao dịch thứ hai đầu tuần, thị trường cũng không có nhiều cái điểm nhấn lắm, như vậy là tiền cũng không tham gia lên mua lên nhiều, và đó là vì lý do vì sao mà áp lực bán nó lại xuất hiện. Chúng ta nhìn về yếu tố dòng tiền đi, thì yếu tố thị trường một tuần và yếu tố dòng tiền một tháng trở lại đây, thì yếu tố một tuần thật ra là nó cắt lên từ tháng 10 rồi, nhưng mà nó vẫn không đủ cái lực đỡ để cho giá có thể kéo lên trên, mà nó cứ lay hoay ở cái vùng giá hiện tại. Thứ hai là đà lan tỏa thì môn hòa với mây 10 thì nó cũng có một cái bức tranh tương tự như vậy, đó là có sự lan tỏa chắc chắn, nhưng sự lan tỏa này nó lại khá là yếu. Ví dụ như chúng ta nhìn lên lan tỏa tăng lên cái là chạy lên luôn, đúng không? Thì bây giờ lan tỏa nó lại tạo ra những cái xu hướng là lên cái xong lại bị đập xuống, lên cái đập xuống, thì nó cũng chưa thật sự là một cái điểm nhấn trên thị trường mà chúng ta cần phải tham gia. Do vậy thì mình cho rằng vận động với chỉ số giá nói chung hay là thị trường nói chung chúng ta vẫn cần phải quan sát thôi. Với tỷ trọng chờ mua và chờ bán toàn thị trường thì nó ổn hơn, chờ mua cũng đang chiếm ưu thế so với chờ bán ra ở đây và ở đây nữa. Nhưng nhìn vào chung ấy thì cái vận động của chỉ số giá lần này nó khá là tương đồng. Nói cái khác là tiền nó cũng không có điểm nhấn tại cái nhóm ngành nào cả, và không tạo một cái sự lệch pha về dữ liệu, mà các cái dữ liệu thì nó đang đi cùng nhau. Nói cái khác là thị trường ngày thứ hai này hơi buồn, không có xu hướng mới và cũng không có một cái cơ hội để chúng ta giao dịch trong ngày thứ hai đâu. Okay. Còn đối với anh chị giao dịch với thị trường phái sinh thì mình cho rằng là cũng khá nhiều cơ hội trong việc giao dịch lần này. Với mình thì hôm nay mình ưu tiên một cái lệnh long tại 945, và sau đó thì mình cũng yêu cầu luôn là hướng dẫn luôn là chúng ta sẽ rời cái điểm cắt tại 945. Thực ra giá nó về lại cái vùng 938 thì cũng bình thường thôi, nhưng mà cái vấn đề là anh chị thấy là cái biến động về basic ấy, hôm nay nó giật về lại cái mức âm 18-19 điểm thì lại một lần nữa. Mình cho rằng là cái việc mà dòng tiền cứ canh vào basic để mà giao dịch ấy, thì nó đang tiếp tục là thì trong giai đoạn này, và qua đó thì mình có thể khẳng định là vận động của chỉ số giá nói chung với chỉ số về thị trường phái sinh thì nó đang đi theo câu chuyện của basic. Khi mà basic mà về âm xa ấy, chúng ta hoàn toàn thể cân nhắc long, bởi vì là basic sẽ khép và ngược lại. Thì đến thời điểm hiện tại là basic bắt đầu âm xa dần rồi, thì mình cho rằng là cái vùng nền trong private nói chung ấy, nó đang duy trì ở mức độ hiện tại là khá ổn định, và qua đó thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở là kỳ vọng là giá sẽ bứt lên ở trong cái vùng nền giá cao hơn. Thì đó là một số nhìn nhận chung ở trong video của ngày hôm nay. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cái cân nhắc hơn về những cổ phiếu trụ cho thị trường hiện tại. Chúng ta nhìn vào trụ của VCB, xem trụ VCB có gì hay không. Trụ VCB thì cũng đang ổn định. Trong giai đoạn vừa rồi thì VCB là phục hồi khá là tốt đấy. Nó cũng không tạo một cái bẫy giá cho thị trường trong như những cổ phiếu ngân hàng khác, nhưng mà dù sao nữa thì nó cũng cái mức độ mà tác động nó vẫn có, nó vẫn khiến các nhà đầu tư thua lỗ nó mà nắm từ đầu năm đến nay. Đó là với VCB. Chúng ta có cổ phiếu khác là TCB cũng đang giữ nền, cũng đang đặt tại hai đáy đi lên, thanh khoản RSI phân kỳ dương đang ổn định. Chúng ta có cổ STB thì cũng đang chạy nền bằng rất là tốt và đang vượt lại cái nền giá phía trên. Chúng ta có BID cũng là một cổ phiếu khá là dẫn dắt thị trường. Chúng ta có CTG nữa. Nhìn chung thì nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang đóng vai trò rất là tốt trong việc giữ nhịp trận đấu, giữ nhịp cho điều kiện thị trường hiện tại. Nhưng mà cái nhóm bất động sản ấy, đang bị kéo bởi những cổ phiếu như Novaland này, cổ phiếu BDR này, một số cổ phiếu bất động sản khác. Thì thật sự nó đang đặt thị trường vào một cái bài toán là cho dù cố đến mấy thì ngày nào cũng phải chấp 30 điểm, do là vốn hóa của Novaland, BDR nói chung là ngày nào cũng phải chấp cả. thì khi mà giá nó giảm càng sâu thì ngày nào cũng phải chấp, do vậy thì cũng khá là khó để chúng ta có thể kỳ vọng là xu hướng tăng nó sẽ đến ngay trong điều kiện thị trường trong giai đoạn sắp đến. Ok, xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin chúc cả nhà, xin chúc mọi người một kỳ nghỉ buổi tối thật là vui, một trận bóng đá thật là hào hứng, và xin chúc thị trường chúng ta sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn thử thách trong giai đoạn hiện tại, và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong bài video của ngày mai nhé. Xin chào và tạm biệt ạ.